có hại đến sức khỏe tốt nhất thì chúng ta nghỉ ngơi điều chỉnh 1-2 ngày để tập lại và thi đấu bình thường. Mà Tiến Linh thì chẩn đoán bị giãn bóp khớp và dây chằng khớp chưa của mũi trái thì chúng tôi đang còn tiến hành điều trị và sẽ được hồi trận lại trong 1-2 ngày tới.